Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký quyết định số 01 năm 2022 ban hành danh mục lĩnh vực cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Có 6 lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính gồm năng lượng, giao thông vận tải, xây dựng, các quá trình công nghiệp, chất thải, nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất. Bên cạnh đó, 1.662 cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính thuộc ngành công thương, 70 cơ sở thuộc ngành giao thông vận tải, 104 cơ sở thuộc ngành xây dựng. Các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính chủ động cung cấp thông tin liên quan gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, chủ động ra soát tổng lượng tiêu thụ năng lượng, công suất hoạt động. Bộ trưởng các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm về tính chính xác, thống nhất, công bằng, minh bạch trong việc cập nhật điều chỉnh danh mục phù hợp với cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia. Ngày 22 tháng 1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo Nghệ An, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã Hoàng Mai tổ chức hội báo Xuân Nhâm Dần tỉnh Nghệ An năm 2022 và trao giải báo chí Búa Liềm Vàng tỉnh Nghệ An năm 2021. Với chủ đề Báo chí cách mạng Việt Nam trung thành, đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Hội báo Xuân năm nay có 9 gian trưng bày các ấn phẩm báo chí với hơn 150 đầu báo, tạp chí, trên 1.000 ấn phẩm báo trung ương, địa phương, báo ngành và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Sự kiến Hội báo Xuân Nhâm Dần sẽ diễn ra đến hết ngày 10 tháng 2. Cũng trong khuôn khổ Hội báo Xuân, Ban tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức trao giải báo chí viết về xây dựng Đảng, giải Búa Liềm Vàng tỉnh Nghệ An năm 2021. Năm nay, Ban tổ chức đã nhận được 126 tác phẩm tham dự giải, trong đó có 3 giải nhất, 8 giải nhì, 13 giải ba và 18 giải khuyến khích. Hội chợ du lịch trực tuyến Cần Thơ đã chính thức khai mạc với chủ đề Chung tay phục hồi du lịch. Đây là sự kiện nhằm quảng bá khôi phục lại hoạt động du lịch do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Hội chợ trực tuyến diễn ra từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2 năm 2022 trên nền tảng số hoicheduolichcantho.vn hoặc là canthotm.vn. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của 70 gian hàng. Năm 2021, tổng lượng khách đến thành phố Cần Thơ giảm 62,2% so với cùng kỳ, khách lưu trú giảm 55,5% so với cùng kỳ, tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.575 tỷ đồng, giảm 56,6%. Chính vì vậy, việc thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch nhằm giới thiệu sản phẩm, điểm đến hấp dẫn để thu hút du khách đã được triển khai. Hoạt động chính của hội chợ là tổ chức không gian triển lãm các gian hàng trực tuyến. Tại đây, các đơn vị tham gia có thể đăng tải thông tin giới thiệu, các hoạt động khuyến mại, video clip, quảng bá. Với phương châm, tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 hướng về cơ sở của các cấp công đoàn, các doanh nghiệp thành phố Hải Phòng bắt đầu triển khai từ rất sớm, tạo được không khí vui tươi, hăng say lao động trong dịp Tết cận kề. Năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tặng 10.000 gói an sinh công đoàn cho các đoàn viên lao động khó khăn dưới hình thức phiếu mua hàng để người lao động chủ động chọn lựa các sản phẩm cần thiết cho gia đình. Và khoảng 15.000 đoàn viên, người lao động khó khăn được nhận trợ cấp, quà tặng, vé xe, hỗ trợ về quê đón Tết. Nghe được nhận quà công ty thay mặt toàn thể cán bộ công nhân viên đây thì rất xúc động trước những tấm lòng của toàn thể ban lãnh đạo công ty cũng như công đoàn khu kinh tế Hải Phòng. Đã tạo điều kiện cho người lao động của chúng tôi có một cái Tết ấm no sum vầy. Song song với các hoạt động Tết sum vầy, Xuân bình an, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng cũng đang triển khai gói hỗ trợ an sinh COVID-19 tặng đoàn viên, người lao động là các F0, F1 đang cách ly tại nhà, các lao động thuê trọ, chuyên gia, người lao động nước ngoài ở lại thành phố Hải Phòng đón Tết. Qua nắm bắt thì các doanh nghiệp cũng hỗ trợ cho người lao động ở lại không về quê đón Tết là 1 triệu đồng một người. Còn ngoài ra thì công đoàn khu kinh tế cũng đến thăm và tặng quà động viên công nhân lao động tại các khu nhà trọ. Có thể nói dù gặp nhiều khó khăn nhưng Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng và công đoàn các ngành quận huyện của Hải Phòng vẫn tổ chức được nhiều hoạt động chăm lo Tết cho các đoàn viên để họ cảm nhận được một cái Tết đủ đầy và ấm áp hơn.
Thời điểm này, bên cạnh hình thức kinh doanh truyền thống thì thị trường hàng Tết trên mạng online cũng diễn ra rất sôi động. Các chủ cửa hàng online đã tung ra nhiều mặt hàng với đủ chủng loại, mẫu mã nhằm phục vụ tốt nhất cho khách hàng, thuận tiện đặt hàng mà không hề mất thời gian, hạn chế di chuyển khi mà dịch COVID-19 vẫn đang có nhiều những diễn biến phức tạp. Do dịch COVID-19 diễn biến còn phức tạp, nên để phục vụ thị trường Tết năm nay, các cửa hàng đã thích ứng kinh doanh bằng nhiều hình thức. Bên cạnh việc kinh doanh truyền thống, các cửa hàng đã đưa hình ảnh, giá cả lên Facebook, Zalo. Khách hàng chỉ việc lựa chọn mẫu mã và thanh toán, hàng sẽ được giao đến địa chỉ của khách yêu cầu. Hàng thì cũng rất là ủng hộ trong cái việc bán hàng online, vì thực ra là trong cái thời gian vừa rồi thì khách hàng cũng đã quen với cái nhịp sống mà có dịch bệnh rồi đấy. Thì mọi người cũng rất là ủng hộ cửa hàng, và có rất nhiều khách hàng là đã nhắn tin ở trên fanpage. Sự sôi động của thị trường hàng Tết còn được thể hiện rõ qua các giao dịch trên các hội nhóm bán hàng online. Trên các nhóm bán hàng trong dịp cận Tết, số lượng người tham gia, các bài đăng đều tăng vọt, thu hút lượng lớn sự tương tác giữa người bán và người mua. Hiện tại là ở chợ Đông có 21 người kiểm duyệt, mà chúng tôi làm việc từ 6 giờ sáng đến 11 giờ đêm để có thể hoàn thành tốt những cái việc kiểm duyệt và đưa các bài bán hàng vào trong chợ. Và những cái bài mà đăng bán mặt hàng ngày Tết ấy, thì là có cái số lượng người quan tâm rất là lớn, đặc biệt là những cái mặt hàng hoa Tết. Có những bài mà lên được đến 50.000 lượt hiển thị, có hàng nghìn like và gần 2.000 comment. Với những diễn biến còn phức tạp của dịch COVID-19, Tết năm nay nhiều gia đình đã lựa chọn phương án ở nhà đón Tết, hạn chế ra ngoài. Vì thế, thị trường Tết online năm nay sẽ sôi động hơn rất nhiều. Tuy nhiên, khách hàng hãy là những người tiêu dùng thông thái, lựa chọn những địa chỉ cửa hàng uy tín, sản phẩm có chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo đảm sức khỏe cho bản thân, gia đình.